mọi người thấy này, rất đen như nhọn hồ luôn này, thấy không? Đấy. Rồi mọi người nhá, đây chính là dùng bọ cạp bạc bách chi để đánh gió giải độc giải hàn này. Vị trí đánh thì mình có thể đánh khắp trên mặt, lòng bàn tay, lòng bàn chân, cẳng tay cẳng chân, hoặc là khắp lưng, hoặc là dưới lòng bàn chân, hoặc là bất cứ chỗ nào đau nhức thì mình đánh nha. Đấy, chỉ sau độ khoảng vài chục tiếng đếm mình thấy là đánh đen thành hai đường rõ rệt như thế này. Rồi, có khi trên mặt nó đen kít ý, nhưng mà có khi tay chân thì nó lại đen vừa vừa thôi, cứ ra màu đen như này. Đấy, thấy không, hai đường màu đen rõ rệt thì cứ ra màu đen này, thì tí tiếp tục mình lại đánh hai đường bên cạnh nhá. Thế thì có người da đen, người da đỏ. Da đen là gì? Da đen là do cái sự tác dụng giữa bạc và khí hydrosulfur. Cái khí đó nó tích tụ trên da, trong môi trường ấy, ô nhiễm độc hại ấy, như ở Việt Nam ấy, là khí đó trong không khí thì nó sẽ tích tụ lên da. Cái người nào mà bị cảm, bị cúm, bị ốm ấy, thì nó càng dễ xâm nhập hơn, để lúc đấy sức đề kháng nó kém. Thì nếu mà để lâu ngày, khí đó tích tụ trên da lâu ngày, nó sẽ sinh ra nhiều bệnh mãn tính, ví dụ đau đầu, mất ngủ, đau nhức xương khớp, khí huyết kém lưu thông, lạnh người nhé mọi người nhé. Và ra ngoài gió hoặc là đi trời lạnh thì rất dễ bị cảm. Cho nên hàng ngày chúng ta cần phải giải độc, tẩy cái chất độc đi trên da ra, đừng để nó ngấm vào sâu bên trong, nó gây ra nhiều bệnh mãn tính. Thế thì lúc đó mình hàng ngày ấy, là mình sẽ dùng cái con bọ cạp bạc bách chi này, hoặc cứ lúc nào mình mỏi mệt đau nhức là mình lôi ra mình đánh. Đánh thì nó sẽ ra màu đen xì như này, mọi người thấy không? Này, là đen này. Đen này, gần đây trắng này nó phải như này này. Bên này là đen này. Đấy, thì đánh độ khoảng vài phút như vừa trong video thôi, chỉ khoảng 1 2 phút nó đen xì gì đó. Thì sau khi đánh xong ấy thì mình đừng có vội đi tắm luôn nhá. Đừng vội đi rửa, mà mình sẽ lấy gì? Mình sẽ lấy cái giấy ăn ấy, hoặc là lấy cái bông tẩy trang này, mình nhẹ nhàng nhá. Nhẹ nhàng mình lau đi như này nhá. Lau nhẹ nhàng đi. Thì có người có thể dùng cao nóng, nếu mà lòng bàn tay, lòng bàn chân lạnh thì dùng cao nóng. Mình sẽ gì? Mình sẽ bôi vào xong mình đánh cho nó nhanh ấm. Còn đây là mình chả có bôi gì hết các bạn nhá, chỉ có đánh không rồi đấy. Chả cần bôi gì. Mọi người cứ bảo cái chất đen này do bôi cái chất gì vào đây, có cần bôi gì đâu, đánh trực tiếp trên da không cần bôi cái gì luôn thì nó cũng ra đen. Mọi người thấy này, nó đen như nhọn hồi luôn này, thấy không? Đấy, thì một ngày mọi người chỉ cần đánh một lần như thế này nhá, hoặc hai lần thôi, mỗi vị trí đánh như này nó khoảng vài phút, khoảng 3 4 5 phút là cùng thôi, diện tích càng rộng đánh càng lớn nhá. Đấy, đánh như thế mình đã ngăn chặn được rất nhiều cái chứng mãn tính rồi, và phương pháp rất đơn giản hiệu quả. Và đây chính là cạo gió bạc bách chi, thân bằng sừng rất là đẹp như này nhá. Và đây chính là cái gì? Đây chính là hai cái đầu bi bạc này. Mọi người chú ý là phải mua hàng chính hãng nha. Cái bách chi này thương hiệu đã được bảo hộ rồi bởi Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam các bạn nha. Và đây là hàng độc quyền sản xuất và thương hiệu độc quyền bên mình. Các bạn chú ý mua hàng chính hãng nha. Cảm ơn các bạn.